Lan Khuê lên tiếng về việc Minh Hằng ngồi ghế nóng The Face 2018. Cựu huấn luyện viên The Face Lan Khuê đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn khi được hỏi về việc Minh Hằng được lựa chọn ngồi ghế nóng năm nay. Vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, ban tổ chức The Face 2018 công bố Minh Hằng là một trong ba huấn luyện viên của cuộc thi. Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng là một ca sĩ, diễn viên khó phù hợp làm huấn luyện viên cuộc thi người mẫu. Mới đây, trong một sự kiện thời trang có sự hiện diện của cựu huấn luyện viên The Face Lan Khuê, khi được báo chí đặt câu hỏi về thông tin Minh Hằng làm giám khảo The Face 2018, Lan Khuê cho biết: "Theo tôi, đối với bất kỳ huấn luyện viên nào khi được chọn ngồi vào vị trí huấn luyện viên The Face 2018 thì điều chắc chắn, ban tổ chức họ có lý do của họ, nhà sản xuất sẽ biết làm điều gì đó để cho chương trình thú vị, mình cứ đón chờ thôi." Gây sốt từ những ngày đầu casting với sự hội tụ của ba cái tên huấn luyện viên đình đám và sự đổ bộ ghi danh của hàng loạt tài sinh gái đẹp, The Face Việt Nam 2018 cho đến nay chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Và mới đây, chương trình bắt đầu tung ra những khoảnh khắc chị em tương tàn của bộ đôi song hằng, khiến người hâm mộ trông ngóng từng ngày đến khi chương trình lên sóng. Trang Trần lên tiếng đánh giá Minh Hằng khi làm giám khảo The Face khiến dân mạng dậy sóng. Người mẫu Trang Trần quay clip khá dài, nói về việc Minh Hằng bị công kích khá nhiều tại The Face, đồng thời chỉ ra những yếu tố giúp Minh Hằng xứng đáng ngồi vào vị trí The Face Việt Nam năm nay. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Trang Trần thực hiện livestream giao lưu với khán giả với nội dung bàn về những vấn đề đang tranh cãi tại chương trình The Face và những sự thật khắc nghiệt đằng sau mọi show truyền hình thực tế. Mở đầu, cô chia sẻ mình đã có hơn 14 năm hoạt động trong nghề, đủ để biết trước được những bất công, chiêu trò mà chương trình mang lại cho người tham gia. Nữ người mẫu cho rằng, khi Minh Hằng ngồi vào vị trí giám khảo The Face, cô biết chắc chắn đàn em và ekip cũng sẽ hiểu được những thiệt thòi dành cho mình. Đồng thời, cô cũng không phủ nhận những ưu điểm mà Minh Hằng đang có được hoàn toàn xứng đáng với vị trí huấn luyện viên The Face năm nay. Trang Trần cho biết, Minh Hằng từng tham gia diễn xuất trong hơn 17 bộ phim truyền hình và điện ảnh và còn chứng tỏ khả năng nhập tâm vào nhân vật một cách thuần thục và để lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Trang Trần cho biết, Minh Hằng tuy không xuất thân từ người mẫu nhưng lại là ngôi sao quảng cáo hàng đầu hiện nay và tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực khác như ca hát, diễn xuất. Còn về phần catwalk, Trang Trần cũng cho biết, Minh Hằng hoàn toàn có thể nhờ sự hỗ trợ của các siêu mẫu khác để hỗ trợ cho thí sinh tim mình. Riêng về người thích nhất ở The Face 2018, cụ người mẫu cho rằng là Nam Trung. Đây là những lý do khiến Minh Hằng xứng đáng với vị trí huấn luyện viên The Face 2018. Dù đã diễn ra ngày quay đầu tiên, nhưng việc Minh Hằng chính là huấn luyện viên của The Face 2018 vẫn đang khiến khán giả khắp nơi quan tâm và bàn tán xôn xao. Vài ngày qua, khi thông tin Minh Hằng chính là huấn luyện viên của The Face 2018 được công bố, tất cả truyền thông cũng như người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng Minh Hằng từng hụt mất vị trí huấn luyện viên The Face mùa thứ 2 và điều gì đã khiến cô trở lại ghế nóng. Bên cạnh đó, dù đã ghi hình ngày đầu tiên, nhưng trên mạng xã hội vẫn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu cô có đủ chuyên môn để đảm nhận vai trò này. 1. Minh Hằng là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí Việt. Xét ở góc độ gương mặt thương hiệu thì có thể nói chẳng ai có thể vượt qua được cái tên Minh Hằng. Bao năm nay, cô được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo, trở thành một trong những cái tên được vô số những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước chọn mặt gửi vàng. Không thể nói đây là việc ngẫu nhiên được vì nó đã là việc lặp lại trong hơn 10 năm qua. Từ các nhãn hàng như điện thoại, nước uống, xe mô tô, xe máy đều chọn cô để ký hợp đồng làm gương mặt đại diện. 2. Liên tiếp làm mới hình ảnh của chính mình. Từ trước đến nay, ai cũng công nhận Minh Hằng là một nghệ sĩ đa năng, cô luôn làm mới mình ở mọi lĩnh vực mà mình tham gia. Ngoài ra, việc sở hữu gương mặt sáng, ngoại hình đẹp, một lối sống văn minh, một phong thái đỉnh đạt, mang lại niềm tin cho sự lựa chọn của các thương hiệu. Có thể khẳng định rằng đây chính là một trong những lý do ban tổ chức quyết định lựa chọn Minh Hằng trở thành huấn luyện viên năm nay. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng đã phát hành 4 album cá nhân là Một Vòng Trái Đất năm 2018, Cô Nàng Đáng Yêu năm 2010, Giờ Em Đã Biết 2014 và YOLO vào năm 2015 và còn rất nhiều MV riêng lẻ khác đều tạo được một hiệu ứng tốt trong lòng khán giả. Thay vì ồ ạt ra mắt các sản phẩm đại trà, Minh Hằng chú tâm đầu tư từng đứa con tinh thần của mình một cách hoàn hảo nhất. Có lẽ khó có ai vượt qua được nữ ca sĩ về việc thay đổi hình tượng trong các sản phẩm âm nhạc. 3. Nghệ sĩ đa năng trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, Minh Hằng còn là một cô ca sĩ được biết đến với nhiều vai trò như là một diễn viên có thực lực.
cô từng tham gia diễn xuất trong hơn 17 bộ phim truyền hình và điện ảnh. Mở đầu với bộ phim Gió Thiên Đường vào năm 2005, nữ diễn viên chứng tỏ khả năng nhập tâm vào nhân vật một cách thuần thục và để lại cho khán giả nhiều ấn tượng bất ngờ sau vai diễn này. Sau này, Minh Hằng tham gia rất nhiều những bộ phim và từng có 2 lần vượt mặt nhiều đối thủ để mang về giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại HTV Award. Hàng loạt các vai diễn ấn tượng như Giải Cứu Thần Chết, Vừa Đi Vừa Khóc, Bao Giờ Có Yêu Nhau cũng đủ để chứng minh cô là một nghệ sĩ đa năng nhất nhì showbiz Việt. 4. Từng gây ấn tượng khi đi catwalk. Không phải xuất thân từ lĩnh vực người mẫu, nhưng Minh Hằng cũng đã có khá nhiều lần đứng trên sân khấu với vai trò đi catwalk. Mỗi lần đảm trách vai trò gì, cô nàng luôn nỗ lực để hoàn thiện nó, cũng như mang lại những bước đi đẹp mắt dành cho người hâm mộ. 5. Sức ảnh hưởng và lượng khán giả ổn định. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng đã thử sức ở rất nhiều lĩnh vực và đạt được thành công vang dội. Đến thời điểm hiện tại, người đẹp không cần sử dụng chiêu trò, câu view vì cô đã có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt với sự mến mộ của hơn 8 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội và một lực lượng fan rất hùng hậu. Tên tuổi của cô cũng được nhiều người biết đến và phủ sóng khắp nơi. Sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, poster quảng cáo, TVC, chỉ cần gõ từ khóa Minh Hằng trên công cụ tìm kiếm sẽ có hơn 43 triệu kết quả hiển thị trong 0,48 giây. Với kinh nghiệm làm việc cùng rất nhiều những nhãn hàng, tham gia vào các buổi chụp hình, đóng quảng cáo, diễn xuất trước ống kính và cả kỹ năng đi đứng trên sân khấu bao năm qua, Minh Hằng chắc chắn sẽ mang đến cho các thí sinh những sự cố vấn thực tế nhất để làm sao trở thành một gương mặt người mẫu đại diện cho các thương hiệu hàng đầu tại The Face 2018. Cùng chờ đón sự trở lại của Minh Hằng và những đột phá hoành tráng tại chương trình năm nay nhé! Hé lộ khối tài sản khủng ở tuổi 31 của Minh Hằng. Minh Hằng là nữ ca sĩ, diễn viên gặt hái nhiều thành công trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Ở tuổi 31, cô trở thành nữ đại gia của giới showbiz khi sở hữu xe sang, nhà khủng. Nữ ca sĩ thành danh Minh Hằng sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi, bố mẹ ly dị, cô và em trai đến ở cùng với mẹ ở Bình Thạnh. Sự nghiệp âm nhạc của cô được xem là bắt đầu từ lớp nhạc Ước Mơ Trong Tầm Tay của Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo và các bước đi căn bản để lập nhóm nhạc hay ca sĩ solo do các nhạc sĩ có tên tuổi giảng dạy. Năm 2003, Minh Hằng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật khi cùng ba cô gái khác lập một ban nhạc lấy tên là Pha Lê. Khá bận rộn với nhóm nhạc này khi cô phải đảm trách nhiều công việc cùng một lúc như nhận show diễn, mua trang phục. Thời gian này, Minh Hằng còn đoạt giải nữ sinh thanh lịch của trường cấp 3 nơi cô đang theo học và tham gia làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí trong nước. Năm 2008, Minh Hằng cho ra mắt album đầu tay của mình mang tên Một Vòng Trái Đất. Đây cũng là tên một bài hát được coi là hit của cô khi nhiều khán giả, nhất là giới trẻ đón nhận, đặc biệt là trên Internet. Đĩa nhạc này khi phát hành đã gây một sự chú ý khi giá bán của nó đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước ở thời điểm đó tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau đó, Minh Hằng tổ chức một live show xuyên Việt đầu tiên của mình mang tên Live Show Ca Sĩ Minh Hằng Tour Xuyên Việt. Một loạt show diễn đã được tổ chức tại các tỉnh từ miền Trung đến miền Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và Hà Nội. Cũng trong năm nay, Minh Hằng được mời vào vai chính trong bộ phim điện ảnh Giải Cứu Thần Chết, Nụ Hôn Thần Chết 2, công chiếu vào Tết Kỷ Sửu năm 2009. Chỉ sau 15 ngày đầu ra mắt, Giải Cứu Thần Chết đã đạt được mức doanh thu khá lớn với hơn 14 tỷ đồng. Sau những thành công nối tiếp, Minh Hằng liên tục được mời làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Giá cát xê khi đi dự sự kiện của cô cũng vào hàng ngất ngưỡng. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2012, tổng thu nhập của cô rơi vào khoảng 2.354.013.399 đồng. Năm 2014, Minh Hằng tham gia diễn xuất trong phim Vừa Đi Vừa Khóc. Bộ phim dài 26 tập này thu hút khoảng 20 quảng cáo mỗi đêm với giá cao ngất ngưỡng 15 triệu đồng 10 giây, 138 triệu đồng 15 giây, 172,5 triệu đồng 20 giây và 230 triệu đồng 30 giây. Khối tài sản khủng ở tuổi 31. Ở tuổi 31, sau hơn 10 năm nỗ lực không mệt mỏi, Minh Hằng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và quan trọng hơn là ngày càng giàu có. Minh Hằng hiện đang sinh sống cùng mẹ trong một ngôi biệt thự triệu đô ở quận 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà rộng với nội thất hiện đại và có một bể cá cảnh rất đẹp bên trong. Mới đây, cô cũng mới tậu căn hộ cao cấp hơn 2 tỷ dành tặng em trai. Minh Hằng cũng từng gây chú ý khi lái xế hợp khoảng 2,5 tỷ đồng đến dự live show 3 thử thách cùng bước nhảy tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, nữ ca sĩ, diễn viên xinh đẹp đã tự lái chiếc xế hợp màu đỏ nổi bật có giá trị tới 6 tỷ khi tới trường quay làm giám khảo cho chương trình Tôi Là Diễn Viên.
Trong một tâm sự với báo giới, Minh Hằng cho hay, tôi tự sắm xe sang, sắm nhà. Cô cùng bày tỏ sự băn khoăn rằng nhiều người không hiểu cô lấy tiền từ đâu. Cô giải thích, nếu xét về doanh thu từ bản quyền kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam thì không có ca sĩ nào qua được tôi. Mọi người có thể kiểm tra từ các nhà kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ. Tôi biết mình phải kiếm tiền từ đâu và cách gì để tôi có doanh thu hiệu quả từ công việc. Nó thể hiện quá trình cố gắng lao động nghiêm túc mà tôi đặt ra chứ không đi vòng vo bằng bề nổi. Người ta có thể bỏ tiền mua danh được, mua bảng xếp hạng được, nhưng không mua được lòng yêu mến của khán giả. Tôi kiếm tiền được bằng tự sức lao động và trí óc của mình. Minh Hằng cũng không ngần ngại tiết lộ về việc ký các hợp đồng quảng cáo và đại diện sản phẩm. Cô là một trong những ca sĩ có cachet khá cao, cộng thêm các hợp đồng quảng cáo luôn phủ sóng trên truyền hình. Trong thời gian gần đây, Minh Hằng còn khá đắt show giám khảo truyền hình. Cô cũng mới nhận lời ký kết hợp đồng tham gia một show giải trí mang tên Chị ơi em đi Hàn Quốc. Công việc của tôi không phải di chuyển suốt ngày, có tháng mở mắt ra là thấy sân bay, thời gian tôi ngủ trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Đôi khi đi diễn về, tôi trẹo cả sống lưng, trật cổ tay, tiền từ đấy mà ra, Minh Hằng từng cho hay. Ngoài ra, cô cũng tiết lộ thêm rằng mình không quá ham đồ hàng hiệu mà hầu như đầu tư vào nhà cửa, xe cộ, đất đai bởi cô cũng có máu kinh doanh.